Anh đi chơi, em bón cho anh đi. Bón hả? Bón ở trong kia là bón á. Mớm á. Mớm thì gọi mớm, chứ ở trong kia bón là đi không được, người ta gọi là bón. Hay quá, hay quá, cứ để nguyên đấy. Hey. Đâu ta? Thôi, quay. Để lắm ạ. Sợ hiểu. Cười cái nào. Đi. Cười sẽ giao á. Cười đó là cười. Cho em hai bịa phát. Giời bịa này. Bịa của Trang này. Trang ăn đi. Rồi anh xin. Hai con đón bác xem 6 mấy. Thế nó chứ. Không, không, chú. Đưa về đưa nha, lâu ngon. Ngon lúc nào người cảm cảm ơn các cháu. Chúc sức khỏe các cháu. Chị nha. Ở cái rượu này cũng là rượu mận sao nó đậm nhỉ? Rượu này là rượu mơ. Rượu ổi. Mặt trời hồng lưng vách núi là mây trắng. Con chim gì mà líu lo hoang cả núi rừng. Bụi chân bụi chân ta cùng xuống trời. Hương trắng bay về nhà. Em một chàng trai mắt sáng từ đây nhá. Bắt đầu vui không? Vui. Vui nhỉ? Mà gió bay vào cả cánh rừng. Vui chân ta cùng.
xin chào các bạn. Hôm nay mình vô dùng mận ở Mộc Châu nhưng mà mận đã hết mùa rồi, thật là buồn. Nhưng mà không sao, cũng còn vài trái để ăn mà mình được mặc một bộ đồ thật là đẹp. Bọn em lưng chừng núi, lưng chừng đèo. Hết thuộc, thuộc được một câu đó đó. Chết đi. Hết thuộc rồi. Rồi. Trên đó còn được mấy trái. Nhưng không chụp được đâu.